Đây là một cái con xe đến từ thương hiệu của Mitsubishi anh chị nha, Mitsubishi Outlander. Đây là một cái chiếc xe mà em thấy trong thời điểm gần đây có khá là nhiều anh chị quan tâm và tìm đến em nó. Theo em nghĩ một cái điều quan trọng để mà anh chị tìm tới em này đó chính là cái vẻ ngoài. Cái vẻ ngoài của chiếc xe này thì nhìn khá là bắt mắt, cũng giống như là nó được trang bị nhiều cái tính năng option trên xe, và xe thì cũng khá là bền bỉ và an toàn anh chị ha. Một cái chiếc Mitsubishi Outlander đời 2020 như thế này, giá thành của em nó cũng cực kỳ là phải chăng thôi, chỉ tầm 650 triệu thôi chị ha, là anh chị có thể sở hữu một cái chiếc xe Mitsubishi Outlander đời 2020 bản 2.0 tường này rồi. Con này thì anh chị có thể thấy nè, phần đèn pha từ 2020 đến nay nhưng mà nó quá là mới anh chị ha, quá là mới, cũng như là nước sơn màu đỏ nè, nhìn rất rất là đẹp luôn đó. Và đây là cái lớp của nó em nó, lớp thì chúng ta được trang bị cái lớp là loại lớp đa chấu anh chị, là lớp zin theo xe anh chị ha, lớp zin theo xe bởi vì nó mới đi có 30.000 cây à. Lớp xe cũng còn rất là dày luôn nè. Đây là gương của chúng ta, gương thì như anh chị cũng mới thấy thì được tích hợp dập điện chỉnh điện mà tích hợp với là cả đèn báo rẽ anh chị luôn nè ha, tích hợp với đèn báo rẽ luôn. Và ở phía bên ngoài thì mình có phần ba gamui, phim cách nhiệt và có cả chìa khóa thông minh smart key ở tài và phụ luôn nè cả nhà ha. Đó, đây là nội thất ở phía bên trong xe. Thì như anh chị cũng có thấy thì xe này nè, nội thất là ghế da, và ghế cũng còn rất rất là căng luôn, tấp ly rồi nọ còn rất là mới luôn nè cả nhà ha. Phía bên trong đó, thì chúng ta có ga tự động cruise control, hộp số tự động cũng như là phanh tay điện tử, rồi có cả màn hình Android luôn anh chị. Đó, đây là cái hàng ghế phía thứ hai của em nói đây anh chị ha. Keo chỉ thì bên em đã kiểm tra cho anh chị rồi, ốc át còn cái dấu son của nhà máy và đinh bấm đinh tán còn rất là đẹp luôn nè. Hàng ghế thứ hai đây nhìn khá là căng, sạch sẽ cũng như là rộng rãi. Con này thì là nó ba hàng ghế cả nhà ha, ba hàng ghế luôn. Đây hàng hậu này thì rất là mới, con này thì là biển số tỉnh và không có đăng ký kinh doanh dịch vụ rồi. Con này thì xài cấp cơ nha cả nhà nha, cấp cơ không có xài cấp điện. Và anh chị cũng có thấy thì xe của chúng ta có ba hàng ghế đó, ba hàng ghế, và hiện tại thì đang gặp cái hàng ghế thứ ba lại. Thì anh chị cũng mới thấy thì là gặp hàng ghế thứ ba lại thì anh chị bỏ đồ thoải mái luôn ha. Ốc nè, ốc này là chưa tháo nha cả nhà ha, ốc chưa tháo, keo chỉ là còn nguyên zin, cũng như là cái phần ốc chốt khóa cốp nè là còn cái dấu son của nhà máy luôn đó. Xe này thì đây em sẽ quay cho anh chị xem phần lớp giữa phòng. Lớp giữa phòng của chúng ta thì cũng chưa có hạ luôn anh chị ha, lớp giữa phòng chưa hạ, cũng như là khung rằm sắt ti của con này thì nhìn cực kỳ tốt và chất lượng, bởi vì em nói thì đi rất ít và đi trong khu vực đô thị là nhiều đó, cho nên là chị có thể thấy nè, taxi rất là đẹp, không có rỉ sét gì cả. Bây giờ thì em sẽ mở cái khoang động cơ ra cho anh chị cùng xem nha. Đây là cái khoang động cơ của con Mitsubishi này anh chị. Thì điều đầu tiên em sẽ cho anh chị xem đó chính là ốc ở nắp capo của chúng ta là chưa tháo mở, cũng như keo chỉ còn rất là thẳng anh chị ha. Các cái đinh bấm và các cái lỗ dập nè, lỗ hấp thụ xung lực của nhà máy đây còn tròn xe luôn anh chị ha. Và như một điều nữa thì anh chị cũng có thấy thì các cái dấu son của nhà máy nè, cũng như là ốc nè, chúng ta không có bị dấu xước hoặc là dấu vặn của cờ lê mỏng lết gì cả. Và ngoài ra thì anh chị cũng xem đây, các cái phần thanh dàn khung sườn của xe còn rất là nguyên zin bản anh chị ha, chưa bị cấn đụng cho nên là tình trạng còn rất là hoàn hảo. Và nếu như mà anh chị nào đang quan tâm tới một cái chiếc xe Mitsubishi Outlander như thế này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số là 0923466939 anh chị ha. Em xin phép được đọc số like của em lại một lần nữa là 0923466939 ạ. Và số này của em thì có Zalo luôn, cho nên là anh chị có thể liên hệ cho em mọi lúc mọi nơi luôn nha. Chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay ngân hàng và bao rút hồ sơ gốc cho anh chị luôn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.